Tiến sĩ này là tên Thái, sang Hoa Kỳ hồi 8 tuổi. Khi còn nhỏ, lúc người Mỹ bắt đầu dạy trong nhà trường và cuộc chiến Việt Nam hay lịch sử Việt Nam, em này nhớ hồi ở lớp 7, lớp 8, giáo viên bắt đầu cho học sinh xem những cái bộ phim, những cái hình ảnh chiến tranh Việt Nam toàn là, có thể nói là nói xấu Việt Nam Cộng Hòa. Vì những cái người mà làm báo cũng như là những cái người mà chuyên môn bình luận về cuộc chiến tranh Việt Nam đa số là những người phản chiến. Và chính những người phản chiến này, thưa với quý vị, họ lần lần họ tạo được một số quần chúng rất là lớn, ảnh hưởng tới Quốc hội Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ, anh Quốc hội Hoa Kỳ cúp viện trợ Việt Nam, cúp quân viện Việt Nam, không phát súng đạn, không phát xăng dầu nữa, khiến cho Việt Nam, thưa với quý vị, phải bức tử, họ bức tử Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa chết vì không phải quân đội Việt Nam Cộng Hòa, không phải quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa không chiến đấu. Mà thưa quý vị, không có phương tiện làm sao chiến đấu được. Một cái cuộc chiến tranh Hoa Kỳ đi với Việt Nam Cộng Hòa và ở ngoài Bắc thì Cộng sản Nga, Cộng sản Tàu ủng hộ Cộng sản Bắc Việt. Thưa quý vị, giờ chót Hoa Kỳ rút quân mà Cộng sản Bắc Việt được còn để 2 sư đoàn ở tại miền Nam, thì và Nga cũng như Tàu Cộng tiếp tục giúp, thì hỏi Đường Quýnh Lộ, một bên 2 người, một bên 3 người, mà bên bên 2 người có người chạy xịt, thưa quý vị, làm sao mà thắng được? Không có thế nào thắng được á. Nhưng mà sau cái cuộc hòa đàm Paris rồi đó, thưa quý vị, coi chứ Việt Nam Cộng Hòa cũng cố gắng hết mình chịu đựng được 2 năm, đến năm 1975 Mỹ sụp đổ, thua không phải thua tại Việt Nam mà thua tại đồi Capitol, tức là dùng của Quốc hội Hoa Kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ cúp viện trợ, không hồi ký hội hòa đàm Paris thì Hoa Kỳ hứa là sẽ một đổi một, nếu vũ khí mà Việt Nam đương sử dụng hư hay là mất thì một đổi một. Sau đó không hư không mất, mà cái viện trợ năm chót là chúng tôi nhớ 1 tỷ đô la, thưa quý vị, ép gần gần bớt cái 600 triệu, rồi bớt cái rồi còn như là có 100 triệu, rồi bất cúp luôn. Đặt vấn đề là ông Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa phải nhường cái chức vụ lại cho một cái phe mà họ gọi là phe thành phần thứ ba nhận được rồi, thưa quý vị, ra lệnh cho quân đội phải buông súng để chờ bàn giao chính quyền cho Cộng sản Bắc Việt. Thưa quý vị, bức tử Việt Nam Cộng Hòa một cách đau khổ như vậy chứ không phải thường đâu. Nên những cái người Việt Nam Cộng Hòa cũ và thế hệ hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa đấu tranh không phải tan hàng, mà tan hàng cố gắng qua được tới Mỹ đấu tranh. Thưa quý vị, đấu tranh hết mình cho tới bây giờ, cái lớp trẻ đương làm một cái việc mà những cái người đi trước đã làm, bằng cách dùng kiến thức, dùng khoa học, kỹ thuật, lịch sử chứng minh rất là rõ ràng. Em này nên có một ông tiến sĩ có thể nói là tiêu biểu trong cái việc đấu tranh này, chúng tôi xin trình cùng quý vị. Ông em này nói đến khi bắt đầu vô đại học đường University California Berkeley là một trường rất nổi tiếng, nhưng thời chiến tranh cũng nổi tiếng là phản chiến. Ông lấy một lớp, em này lấy một lớp
bỏ cái môn, chuyển đổi cái major là học luật, ghi lại cái major là học lịch sử, lấy một cái lớp đầu tiên là peace and conflict, tức là tạm dịch là hòa bình và xung đột. Phải thấy em này rất rất là kiên nhẫn, thưa, tội nghiệp, yêu nước, yêu cha mẹ, yêu gia đình, yêu của đồng bào, nên làm một cái điều mà có thể nó thiệt hại cho cái cá nhân em này rất nhiều về quyền lợi. Bỏ môn học luật, luật, chọn môn học lịch sử, lấy một lớp đầu tiên thì ông trong mỹ thuật đó, ông giáo sư ông yêu cầu viết một cái bài theo cái ý ông về chiến tranh Việt Nam, thì em này, thưa với quý vị, không đồng ý. Sinh viên Mỹ mà không đồng ý lời hướng dẫn, lời của ông thầy, vì ông giáo sư cho rằng nước Mỹ đã đưa ra quyết định không đúng, lẽ ra Mỹ phải giúp cho phe thắng cuộc, tức là phe miền Bắc, còn phe mà Mỹ giúp cho là cho Việt Nam Cộng Hòa là một phe nhu nhược, không có lập trường, không có chủ trương và thường bị gọi là con rối của Hoa Kỳ. Rõ ràng tôi nhớ cái ông giáo sư này rõ ràng là cái ông phản chiến, ông là bị động viên rồi một thời gian được về ăn học, thành ra ông chống cái chiến tranh Việt Nam. Ông kêu, ông đưa ra cái đề tài mà hướng cho giáo viên, cho sinh viên phải viết. Đến mùa mít tược giữa kỳ, thi giữa kỳ, giáo sư đã ra cho ông viết một bài mình mới quyết định. Em này phải nói là một cái, có một cái lương tâm, đạo đức và khoa học rất là vững chắc, không theo lời của thầy dạy, không theo lời của thầy dạy. Khi chấm bài, ông giáo sư này cho em này một cái chữ F mà còn trừ nữa, F là fail rồi mà trừ nữa là quá nặng. Và ông còn nói theo cái gì kiểu đạo đức, ông nói nhưng mà tôi cho em một trang để em viết lại cái bài này. Khi viết lại, em này cũng vẫn giữ cái lập trường và đưa ra những cái chứng lý rất là rõ rệt. Lúc đó tương đối ở Hoa Kỳ cũng nhiều cái hội luận đồ này kia cũng khá nhiều rồi, đưa ra ông giáo sư này không chịu, em này không chịu thua, tiếp tục học, thưa quý vị, và lần lần kết hợp cùng một số bè bạn chứng minh ra Việt Nam Cộng Hòa là nhân bản hơn, Việt Nam Cộng Hòa là tự do dân chủ hơn. Vì cái tự do dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa không phải từ Mỹ mới có, mà có hồi thời, thưa với quý vị, ông Bảo Đại ông trả cái nước lại cho một cái gọi là cái quốc gia có chủ quyền. Và quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thưa với quý vị, ông em này chứng minh không có thua cộng sản ở miền Nam, mà cái cuộc đấu tranh của Việt Nam Cộng Hòa là cái cuộc đấu tranh chánh đáng giữa làng giữa xóm, dân chúng mà gọi là chạy giặc là chạy ra khỏi cái vùng cộng sản, chứ không có người dân nào mà chạy gọi là chạy giặc mà chạy vào theo vùng cộng sản đó. Và những cái người Việt Nam Cộng Hòa nếu mà so với những cái người cán bộ ở ngoài Bắc, thưa quý vị, thì là những con người có ăn học nhiều hơn, ăn học nhiều hơn, trường học được tự do hơn, và đời sống của dân chúng, dầu cái tự do dân chủ Việt Nam Cộng Hòa mới thành lập trong chiến tranh, nhưng mà có quốc hội, có đối lập, có đối lập, có chống chính phủ và có giải quyết một cách êm đềm theo cái quyền lợi của dân chúng, nên mới có những cái vụ mà như đảo chánh rồi vân vân. Em này chứng minh được như vậy. Và nhiều người, thưa quý vị, trong đó có những người tiến sĩ Việt Nam gom lại,
thấy cái bài, cái luận điểm của em này thưa với quý vị rất là đúng đắn, nên kết hợp lại thưa với quý vị, họ lập thành một cái nhóm ra những cái cuốn sách dựa vào cái luận điểm của em Thái này thưa với quý vị, và để làm chi, để chứng tỏ phản, để phổ biến ra cho nhiều người Việt, nhiều người Mỹ ăn học đọc trong cái 30 tháng 4 thứ 48 này thưa quý vị. Cái hành động này thưa là một cái sự kết hợp đáng đáng kể nhất trong cái việc mà lớp trẻ hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa đứng lên đòi lại chân lý cho Việt Nam Cộng Hòa. Đó là cái điểm, có thể nói điểm son ý nghĩa nhất trong cái cuộc mà đấu tranh cho tự do dân chủ nhân Việt Nam Cộng Hòa nhân mùa quốc hận thứ 48 này. Đó là những gì chúng tôi ghi nhận được để trình cùng quý vị, rộng đường dư luận. Quyền nhận định thưa quý vị là quyền tối thượng của khán thính giả. Xin thành thật cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những kỳ phân tích tới. Xin cảm ơn.